Xin chào anh em, em là tú chuyên gia lưu đồng hồ thụy sĩ chính hãng và hôm nay em mới về sẵn tại cửa hàng và em sẽ cầm trên tay review cho anh em mình một chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Desert có sai mặt 36, là một mẫu đồng hồ với thiết kế rất là đẹp nhẹ nhàng và rất bắt mắt được rất nhiều anh em mình ưa chuộng với thiết kế thân vỏ bằng thép mặt số màu xanh dương cực kỳ đẹp nhá và đây sẽ một cái mẫu đồng hồ đã qua dùng ạ tình trạng thì vẫn còn rất là mới bén đẹp quan trọng nhất đó là nguyên zin chưa qua spa này bóng chưa động chạm đến bộ máy nhá và sẽ có đầy đủ phụ kiện đi kèm bao gồm mắt dây thừa đi kèm tấm tác và một cái hộp gỗ đi kèm rất sang trọng như này chúng ta sẽ có thêm một quyển sổ quân quay service một bao da và bên tay phải của em thì đó chính là cái tấm thẻ bảo hành chính hãng của chiếc Rolex này thì trên cái tấm thẻ này sẽ là một cái tấm thẻ giao diện đời mới ở mặt sau tấm thẻ này thì anh em mình sẽ thấy được là mã máy 126234 mã số seri ở bên dưới. Ngày kết bảo hành 15 tháng 4 năm 2021, bảo hành chính hãng đến tháng 4 2026 và khi mà anh em giao lưu tại cửa hàng của em thì bên em vẫn sẽ bảo hành cho anh em mình tại cửa hàng đó là 25 cam kết hàng chuẩn chính hãng chọn đời máy nhá. Anh Nguyễn anh em có thể đi check chính hãng bất cứ chỗ uy tín để check chính hãng thoải mái luôn ạ. Đi đến với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay Một chiếc đồng hồ với thiết kế vô cùng đơn giản và rất bắt mắt Một chiếc đồng hồ với thiết kế mặt niềng sẽ xe niềng rãnh khía bằng vàng trắng Bộ kim cọc số cũng bằng vàng trắng và có, có gắn dạng quang Còn lại về phần thân vỏ thì sẽ được làm thép 90L Một loại thép độc quyền của nhà Rex Với một lớp phủ ở bên ngoài cùng để giúp cho cái phần bộ cái phần thân thép này trở lên sáng bóng và rất là đẹp Trên này của em thì sẽ có một cái phần mặt số được hoàn thiện bằng công nghệ trẻ tia nhé và trên cái phần mặt số này chúng ta sẽ có tông màu đoạn đó là màu xanh dương một cái màu xanh của sự trẻ trung và đi kèm với đó sẽ là cọc số vạch nhẹ nhàng đơn giản mà vẫn rất lam tính chúng ta sẽ có logo thiện quá ở bên trên góc 12 giờ nhé và bên trên góc 3 giờ sẽ là ô lịch ngày đặc trưng cũng là À, một cái điểm đặc biệt của dòng sản phẩm Dutch Earth. Còn bên dưới cái trụ kim chúng ta sẽ có đó là dòng chữ Supertip Chronometer. Đó chính là một cái chứng nhận về độ chính xác của bộ máy ạ. Với sai số chỉ là cộng trừ không quá 2 giây một ngày, chạy chính xác trong mọi điều kiện, mọi môi trường. Bên dưới trụ kim chúng à, bên dưới cọc số góc 6 giờ chúng ta sẽ có một cái dòng chữ Switchmate và một cái logo thương hiệu của hãng ở chính giữa thì đó chính là một cái đặc điểm để chúng ta có thể nhận biết được với những cái mẫu đồng hồ với những thiết kế mới nhất sử dụng bộ máy mới của nhà Rex trong thời hiện tại nhé. Còn ở bên cạnh đó thì chúng ta vẫn sẽ có đó các vạch chia phút để anh em mình có thể căn chỉnh chuẩn từng giây từng phút trên cái mẫu này. Mặt kính thì sẽ mặt kính sapphire nguyên khối và siêu trong luôn nhá. Anh em có thể thấy rõ ràng các chi tiết trên cái phần mặt số này đúng không ạ? Và cái phần mặt số này được cũng hoàn thiện bằng công nghệ trẻ tia. Bởi vậy thì khi mà chúng ta nhìn thẳng vào mặt số, chúng ta sẽ thấy được một cái màu xanh xanh đậm. Còn khi mà nhìn nghiêng khi mà có ánh sáng đi qua thì chúng ta sẽ thấy được đó là bộ kim cùng với đó cọc số nó sẽ sáng lên và cái phần mặt số này nó cũng sáng lên, nó sẽ có màu xanh dương rất là đẹp đúng không ạ? Đó chính là cái hiệu ứng của mặt số trái tia và cái phần mặt số này được rất nhiều anh em mình ưa chuộng nhá, bởi vì cái sự chuyển sắc ở phần mặt số này rất rất đẹp luôn. Chúng ta sẽ có một cái phần ô lịch phần nút ô lịch ở bên trên góc 3 giờ để giúp cho cái phần ô lịch này trở nên to và rõ ràng hơn rất nhiều. Và ở phần thân vỏ thì chúng ta sẽ có một cái cái phần niềng rãnh khía bằng vàng trắng nguyên khối nhá và sẽ được rách họ thiết kế các rãnh khía cực kỳ bén như này và với các rãnh khía này thì khi mà anh em di chuyển nhẹ nhàng cái phần mặt đồng hồ thì anh em sẽ thấy được đó là cái sự hiệu ứng bắt sáng cực kỳ tốt nấp lánh long lanh khi mà anh em trên tay em sẽ bỏ cối này ra nhá để thấy được hết cái phần tân vỏ của chiếc này ạ ở bên tay phải của em thì chúng ta sẽ có đó là phần thân vỏ được đánh bóng và sẽ có một cái phần núm ở chính giữa với thiết kế lũ vặn cổ chai, độ chống nước của chiếc này lên đến đó là 100 m Anh em nhà mình có thể rửa tay đi mưa nhẹ nhàng khá là thoải mái. Ở bên cạnh thân của chiếc này chúng ta sẽ có đó là những cái vết sơn giam li ti trong quá trình anh chủ cũ sử dụng và bên cạnh càng của chiếc này nhá vẫn còn rất là bén này à, anh em mua đồng hồ cũ thì để ý những cái phần cạnh càng của chiếc này nhá những chiếc nào, nào những chiếc đồng hồ nào mà bén và đẹp như này thì là một chiếc đồng hồ vẫn còn nguyên zin nhá nếu mà spa thì chắc chắn nó sẽ bị tù đi còn đây sẽ bộ dây đi ạ một bộ dây có tên gọi dây jubilee với thiết kế ba chỉ chính giữa được đánh bóng và hai chỉ bên cạnh thì sẽ được hoàn thiện dạng phay xước và với bộ dây này thì sẽ là một cái bộ dây thiết kế khá là nhẹ nhàng đeo lên tay thì rất là đẹp với các mắt nhỏ kết hợp vào với nhau và tổng chiều dài của cái phần bộ dây này sẽ là 22 mắt dây nhá anh em cổ tay to đến đâu vẫn có thể đeo được một cách rất là thoải mái và ở đây em sẽ còn đó là ba mắt thừa bên dưới này đó về thiết kế khóa chúng ta sẽ có khóa oyster kiểu dạng khóa đời mới với thiết kế khóa hộp và sẽ có logo tượng quang ở chính giữa, một cái điểm đánh phay xước ở hai bên và đánh bóng ở chính giữa. Và cái phần mặt khóa chính giữa cũng sẽ có những cái vết râm li ti rất là nhẹ nhàng. Anh em sẽ kéo đầu khóa lên nhá để mở khóa này. Còn đây xem mặt bên trong khóa đây ạ. Và đây xem mặt sau của cái khóa hộp. Với thiết kế khóa này, chúng ta sẽ có một cái mắt gập như này. Mắt gập này thì có thể mở ra như thế này hoặc gấp đôi lại để thu ngắn hoặc mở lưới rộng chiều dài cho bộ dây mà anh em không cần mà cắt mắt một cái sự điều chỉnh rất là phù hợp với những anh em có cổ tay lỡ cỡ nhá còn về mặt sau này chúng ta sẽ có một cái phần mặt đáy kín được hoàn thiện giữa đánh bóng và phải xước bộ máy ở bên trong chúng ta sẽ có bộ máy Rolex 3235 là một trong những bộ máy đời mới nhất của nhà Rolex và chúng ta sẽ có thớn tích cót đó là 70 tiếng xe số cộng trừ không quá 2 giây một ngày chạy chính xác trong mọi điều kiện, mọi môi trường, chống sốc, chống nhiệt, chống từ cực kỳ tốt luôn. Với chiếc này thì em đang sẵn sàng giao lưu với anh em nhà mình một chiếc đồng hồ siêu lướt full set 2021 và với chiếc này em đang giao lưu đó là 255 triệu nhá. Một chiếc đồng hồ với thiết kế nhẹ nhàng, tình trạng siêu lướt nguyên zin, đầy đủ phụ kiện đi kèm, lên tay thì rất là đẹp như thế này ạ. Trẻ trung và vẫn rất lam tính khi mà trên tay Chiếc này thì em sẵn sàng giao lưu tại Hà Nội nhé. và em cũng có cửa hàng trong thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở gần cửa hàng của em thì có thể qua giao lưu trực tiếp với em ạ. Số điện của em em có để dưới góc màn hình. Anh em cần em tư vấn hỗ trợ thì cứ alo cho em nhé. Cảm ơn anh mình đã theo dõi. Em xin kết thúc video tại đây.